Bài thoại ba sắc thái tình cảm. Ông không phải là cha tôi. Vai ông Thuận, sắc thái đau khổ. Anh Nam, Hoàng, con điên rồi à? Tại sao con nói chuyện với cha ruột của mình như vậy? Con chỉ biết oán trách ông ta không nuôi dạy con một phút một giây nào, lại còn bị ngồi tù. Con có bao giờ nghĩ nếu không có ông ta thì sẽ không có kỹ sư Hoàng của ngày hôm nay hay không? Bấy lâu nay Daddy không muốn nói cho con biết là bởi vì con còn nhỏ. Nhưng bây giờ con đã lớn khôn, con đã có đầy đủ trí thông minh như bao người khác. Ok, hôm nay Daddy sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Đất nước sau ngày giải phóng, có một người cảnh sát làm việc rất nghiêm minh. Ông có một đứa con trai, khi nó chưa đầy một tuổi thì mẹ nó mất. Và ông đã sống trong cảnh gà trống nuôi con. Trớ trêu, trong cách làm việc của ông đã có nhiều người không thích. Họ luôn đố kỵ ghen ghét, tìm mọi cách hãm hại ông. Và chuyện vào tù, đó là kết quả âm mưu hãm hại của bọn chúng. Mặc dù ông đã nhiều lần kháng án, nhưng tất cả các chứng cứ đều bất lợi cho ông. Vậy là ông phải ngồi tù một cách oan ức. Rất may, ông có một người bạn thân. Vì sợ con mình không ai chăm sóc, không ai dạy dỗ, nên ông đã gửi đứa con trai độc nhất của mình cho người bạn. Bạn ông đồng ý còn nhận đứa bé làm con nuôi. Một thời gian sau, người bạn xuất cảnh mang theo đứa bé sang Mỹ. Thằng bé nó ngoan lắm, còn học rất giỏi nữa, làm cho Daddy nó luôn hãnh diện về nó. Người bạn đó luôn ao ước ngày mà bạn mình ra tù, ông sẽ đưa thằng bé về Việt Nam nhận lại cha nó. Và ông sẽ nói tất cả sự thật cho nó nghe. Rồi hai cha con họ sẽ mừng rỡ đón nhận lấy nhau. Nhưng tất cả đều ngược lại. Hoàng, Daddy vừa kể cho con nghe xong câu chuyện. Chắc con thừa biết nhân vật chính trong câu chuyện này là ai rồi phải không?